À, xin chào các em. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các em về cái cách giải bài tập toán lớp 8 sử dụng cái ChatGPT với cái phần mềm Wolfram hay là với cái Wolfram Plugin. Bài 1 là đơn thức. Bài đầu tiên là trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức thì chúng ta dùng cái plugin thế nào? Đây chúng ta dùng cái ChatGPT 4 với cái ứng dụng Wolfram. Ứng dụng Wolfram đây các bạn ha. Wolfram. Okay. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài đầu tiên. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? Ta chờ cái máy tính nó trả lời. Ở đây nó định nghĩa cái đơn thức là gì? Đấy, người ta nói trừ x thì rõ ràng là một đơn thức, vừa chỉ có một tiếng thôi. 1 cộng x nhân y bình phương thì đây không phải là đơn thức vì nó bao gồm hai cái số hàng đó, tức là y bình phương và x nhân y bình phương. Ba cộng căn 3 x nhân y thì cũng không phải là đơn thức vì nó bao gồm hai hàng tử, tức là hai số hàng 3y và căn 2 của 3 x nhân y, còn không mà là một đơn thức vì nó là chỉ là một hàng số thôi. Okay. Còn x bình phương trên y thì đây không phải là đơn thức vì biến y ấy, thì có số mũ âm. Okay. Còn 2 nhân cho căn 2 của x nhân y thì đây không phải là đơn thức vì biến x và y để có số mũ là 0,5, không phải là số nguyên. Và đây người ta định nghĩa là đơn thức là một biểu thức đại số chỉ bao gồm một cái số hàng duy nhất thôi. Một đơn thức có thể là một hàng một biến, một tích số hàng hoặc một nhiều biến mà cái có số mũ không âm. Có số mũ âm này, số mũ trong sách giáo khoa thì định nghĩa thế nào? Đây, người ta định nghĩa đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến. Đấy. Hoặc có dạng tích của những số và biến. Đấy. Ta lưu ý như vậy. Như vậy là những cái ở đây ta lưu ý là những cái gì nó ví dụ có căn bậc 2 ở đây, ok. Thì cái số mũ là 0,5 đó thì không phải là nó không phải là đơn thức. Ok. Hoặc là sự chia, phép chia, ví dụ trong trường hợp của x bình phương chia 2y đây, x bình phương chia y chứ thì cũng không phải đơn thức vì y có số mũ âm. Đấy, ta lưu ý như vậy. Đấy, cho nên là cái bài đầu tiên thì ở đây nó giải rất là đầy đủ chính xác ha, rất dễ dàng. Nhưng mà nó tóm lại ở đây người ta câu đầu tiên đó, thì người ta nói là gì, những cái gì là đơn thức đó chính là trừ x và không là các đơn thức. Okay. Còn lại nó không phải là đơn thức thì câu số 1 là như vậy. Bây giờ câu số 2, cho các đơn thức a thì bằng 4x nhân y trừ 2x bình phương y, b thì bằng 12,75 nhân x nhân y nhân z, c thì bằng 1 nhân cho 1 cộng cho 2 nhân 4,5 x bình phương y 1/5 y mũ 3, d thì bằng 2 trừ căn 2 của 5 nhân x. Và đó, a là liệt kê các biểu thức thu gọn và thu gọn các đơn thức còn lại. Okay.
Câu B là với mẫu đơn thức nhận được, hãy cho biết hệ số phần biến và bậc. Ta xem thế cái này người ta giải thế nào. Nó giải ra các bạn, đơn thức sau khi thu gọn. Giờ cái câu A người ta hỏi là liệt kê những đơn thức đã thu gọn ha. Như vậy là những đơn thức sau khi thu gọn là A là bằng trừ 8 nhân x mũ 3y. Đấy. Đúng chưa? Trừ 8 nhân x mũ 3y đúng rồi. B thì sau khi thu gọn đó. Cái biểu thức này là đã được thu gọn ha, cho nên không không cần thu gọn thêm. C thì cộng vào ha, C thì cộng vào 2 nhân 4,5 thì các bạn biết rồi là 9 chứ 1 10 10 cho 5 à 10 trên 5 12 đây đúng rồi. Vậy đó là 2 nhân cho x bình phương. Đấy. 2 nhân x bình phương này nhân y mũ 4. Đúng rồi. Chắc rồi à. Còn D thì đơn thức này không thể thu gọn thêm nữa ha. Có nghĩa là nó đã thu gọn rồi. Với mỗi đơn thức nhận được, hãy cho biết hệ số phần biến và bậc. Ví dụ như trừ 8 x mũ 3y đây, hệ số là trừ 8, phần biến là x mũ 3y, bậc của đơn thức là 3 cộng 1 là 4 cũng rồi. Tương tự như vậy, 12,75 x y z, hệ số là cái này, phần biến là bậc là như này ha. Hai là hệ số, còn trong hợp này là x mũ 2 y mũ 4 thì bậc gọi là 6. Còn hệ số là 2 trừ căn 5, còn biến là x bậc là 1. Quá được, chính xác ha. Như vậy có thể nói rằng là câu số 12 này thì ta đã giải rất là chính xác. Giờ các bạn sang câu 3. Người ta giải từng câu 1, thu gọn và tính giá trị của một biểu thức. Rồi các bạn sẽ đưa vào ChatGPT để tôi giải. Rồi nó đang sử dụng cái phần mềm Wolfram để nó tiếp tục giải chúng ta. Rồi các bạn chờ đợi xíu. Trước tiên là câu A. Rồi câu A sau khi thu gọn đó các bạn thì nó sẽ bằng là trừ x mũ 3 y bình phương. Đấy. Thì các bạn xem thấy cái này đúng chưa ha. Đấy. Cái bài chúng ta là trừ 2 nhân cho x bình phương nhân cho y nhân 1 phần 2 nhân x y. Đấy đúng rồi. Hai đơn giản thứ hai này rồi, đơn giản rồi. X bình phương nhân x là như vậy là trừ x mũ 3 y bình phương. Ok. Khi x bằng trừ 2 y bằng 1 bằng 2 thì giá trị của A là bằng 2. Các bạn thay vào đây thôi. Thay trừ 2 vào đây. Mình để ghi trình bày chi tiết. Trình bày chi tiết. Nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn. Thu gọn tính giá trị. Thay số vào đầy đủ ha. Rồi các bạn đây người ta trình bày cụ thể là đơn thức chúng ta là trừ 2 là nhân x bình phương nhân y
nhân 1 phần 2 nhân xy đây. Okay. Trừ 2 giữ nguyên x bình phương này nhân y này. 1 phần 2 là 0,5 các bạn biết rồi ha. Hay là 2 chia 2 này cũng được. Nhân x nhân y. Okay. Còn nhân các hệ số đối với nhau thì ta được là trừ x mũ 3 nhân y bình phương. Thay trừ 2 vào tức là trừ 2 mũ 3 này. Đấy. Nhân y bình phương tức là y trong hợp này là 1 phần 2 bình phương. Đấy. Trừ 2 mũ 3 là bằng trừ 8. Đấy. Trừ cho trừ 8 này là bằng 8, 8 nhân cho 0,25 bằng 2 là rõ ràng rồi. Như vậy A khi mà x bằng trừ 2 và y bằng 1 phần 2 là 2. Còn B thì cũng tương tự như vậy. Đấy, ok. Quy tắc của B của chúng ta x y z nhân cho trừ 0,5 nhân cho y bình phương nhân z. Đấy. Thì trừ 0,5 thì các bạn giữ nguyên rồi. Còn x này x nhân y nhân z y nhân cho y bình phương là mũ 3 các bạn biết rồi, nhân z bình phương à, tức là z nhân z bình phương. Tương tự như vậy thay các cái giá trị x bằng 4, y 0,5, z bằng 2 vào thì các bạn dễ dàng tính được giá trị của B là trừ 1. Okay. Như vậy chúng ta đã dễ dàng hoàn thành xong cái bài số 3. Giờ ta xin cái bài số 4 như thế nào. Bài số 4 yêu cầu là sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm, mỗi nhóm chứa tất cả các đơn thức đồng dạng với nhau. Thì ở đây người ta sắp xếp rồi, các bạn dễ dàng thấy là gì, các đơn thức đồng dạng tức là cái có cái phần biến này giống nhau này các bạn biết rồi. Như vậy nhóm 1 là đó chính là 3x mũ 3 y bình phương. Đấy. Và 7x mũ 3 y bình phương đây là hai cái đơn thức đồng dạng như rồi ha. Nhóm 2 thì phần biến x bình phương y mũ 3. Đấy. Thì đó chính là trừ 0,2 x bình phương mũ 3 là 3 phần 4 y bình phương mũ 3. Còn lại nhóm thứ 3 là biến là y trừ 4y rồi căn bậc 2 của y. Và bài này rất là dễ dàng mà chúng ta có thể làm được ngay. Thì để thuận lợi thì các bạn có thể dừng cái video lại để các bạn viết cơ vở. Ok. Như vậy bài số 2 thì bài số 4 thì cũng rất dễ dàng. Để ta làm bài tiếp theo 1.5. Cái số này đi. Rút gọn rồi tính giá trị của cái thức. Rồi trước tiên nó sẽ rút gọn trước và thay thế cái giá trị của thức vào. Rồi các bạn chờ một lát để chúng ta có kết quả. Rồi đây nó cho cái kết quả cụ thể luôn à. Thì đây là yêu cầu nó trình bày chi tiết để các bạn có thể hiểu hơn. Rồi nó ghi cụ thể. Nó biết là quy thức à. Okay. Thì nhân tử chung lúc này thì các bạn biết rồi là x bình phương y mũ 5 nó rút ra. Sau đó còn lại là 0,5 trừ 2,5 thì còn là trừ 2, đúng rồi. Thay các biểu thức vào. Ok. Và biểu thức là trừ 2 nhân x bình phương nhân y mũ 5. Với x bằng trừ 2 y 1 á, thì có thể thay vào và các bạn tính được giá trị s là bằng trừ 8. Ok. À, các bạn cũng có thể yêu cầu máy nó ra một cái đề tương tự ha. Đấy, hãy ra một câu hỏi tương tự như trên. Tương tự như câu trên.
Máy nó sẽ yêu cầu một câu là rút gọn được tính giá trị thức đây t. Đấy, nó cho các bạn một cái thử thức t bằng 3 phần 4 nhân x mũ 3 y bình phương trừ 1 phần 2 x mũ 3 y bình phương với x bằng 2 1 ha. Rồi, có cái đề này rồi thì các em tự giải ha. Sau khi các em giải xong thì các em có thể so sánh với đáp án ha. Giải chi tiết bài toán trên. Rồi sau khi các bạn tự giải thì các bạn bây giờ các em có thể so sánh với cái bài giải của máy tính. Trước tiên là rút gọn. Đây, 3 phần 4 1 trừ 1 phần 2 thì các bạn biết rồi. Thì còn lại là 1 phần 2 là 2 phần 4 các bạn biết rồi. Thì 3 trừ và còn lại là 1 phần 4. Thay vào. Với x bằng 2 y bằng trừ 1 thay vào. Thì được giá trị của t là bằng 2 ha. Như vậy là có thể thấy là nó có thể ra chúng ta một cái bài tập hoàn toàn tương tự để các em có thể làm. Ok. Rồi, như vậy trên đây là thầy đã hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa bài bài tập toán 8, bài tập của bài số 1 đơn thức bằng ChatGPT. Đấy, có sử dụng cái plugin là Wolfram, tức là một cái phần mềm giải toán rất là nổi tiếng, Wolfram. Ok, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Goodbye.